sư chúng ta sư sư à để là chiêu để giả của để chi giả à đang hoàn đề là chỉ hết đề làm cho vậy là à để là chiêu để giả thế kia gì đi điểm tự chủ cho sân thân đi là bề phụ vì đây là nên cái cho tôn kính cái bề phụ chỉ là thao chỉ là cái ngôn ngữ cái lễ hội hằng thiên thông đừng quên sửa thế gian để sĩ giả tại lão bề nên không thắng cái kia gì cái sưu khí đọc đó cho nên chủ để kinh cái các bảo quân là quê hương thì đi xong昨天没有华语圣经哈，我们他这边和小朋友来听。咱再来念今日的经句，今日经句伫箴言23:25，足简单，但是咱以后再想看卖，把咱安那来做哈。来，我们来，咱再来念台语。要予你的父母欢喜，予子女的父母快乐。母亲快乐，父母快乐啊！人家点发财嘛，咱个人一届。要予你的父母欢喜，予子女的父母快乐。欢迎我们来念小朋友，念大声点来。你要是。